Xuân Hồng xin chào tái ngộ đến tất cả quý vị đang xem cái show Lửa Hồng. Hôm nay Xuân Hồng lại gặp với quý vị nữa rồi và mời quý vị vào bếp để làm những món ăn mà mình ăn kèm với con cà tây trong ngày lễ Thanksgiving lễ tạ ơn sắp tới. Thì trong cái show trước Xuân Hồng đã cùng với quý vị nướng con cà tây vàng ươm thơm phức rồi. Nhưng mà thật là thiếu sót nếu như Xuân Hồng không share với quý vị những cái món ăn mà mình ăn kèm với lại cái con cà tây nướng, đúng không nè. Thì hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp làm món khoai tây đúc lò và gravy. Trong cái ngày lễ tạ ơn thì không thể nào thiếu gà tây được. Thì cái show trước Xuân Hồng đã và quý vị đã nướng con gà tây vàng ươm như thế này, thơm phức như thế này rồi. Bây giờ Xuân Hồng cùng với quý vị làm những món khoai tây, những món side dish để ăn kèm với con gà tây, đúng không nè. Gà tây không ăn đã ngon rồi, bây giờ mình có thêm chút rau củ, thêm cái sauce tức là gravy để mình chế lên gà tây hay chế lên khoai tây mình ăn thì tuyệt vời. Hôm nay Xuân Hồng với quý vị một lần nữa lại làm những món ăn cho ngày lễ tạ ơn. Thì ngày lễ tạ ơn thì quý vị biết là một dịp để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người, đến người nào mà làm cho mình vui, những người nào mà làm có chút xíu gì đó cho mình. Và thứ nhất là Xuân Hồng với quý cũng như tất cả quý vị là nên cảm ơn cái nước Mỹ này, đúng không nè. Cái nước Mỹ này giống như là một quê hương thứ hai của mình, đã làm tạo cho mình rất là nhiều cơ hội cho cái cuộc sống. Thứ nhất là có sự tự do, thứ hai là con em mình có cái cơ hội học hành, để có nhiều cái cơ hội để học hành thành công hơn, đúng không nè. Thì Xuân Hồng cũng như quý vị đều cảm ơn cái nước Mỹ này. Cái thứ nhất như vậy. Thứ hai là Xuân Hồng muốn bày tỏ lòng cảm ơn của mình, lòng biết ơn của mình đến tất cả quý vị đã ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua, đặc biệt là ủng hộ cái nhà hàng Nha Trang. Và hôm nay một món ăn cho ngày lễ tạ ơn nữa là Xuân Hồng tặng quý vị, đó là món khoai tây đúc lò và gravy. Thì đầu tiên hết Xuân Hồng với quý vị làm món khoai tây đúc lò. Dễ lắm quý vị, nhưng mà ngon, phải nói là rất là tuyệt vời. Ngay cả không ăn với gà tây, ăn không Xuân Hồng cũng thấy ngon nữa. Quý vị mua 5 pound khoai tây. Thì khoai tây nó nhỏ nhỏ như thế này là ngon nhất. Quý vị mua trong Costco đó quý vị, rẻ lắm, có 3-4 đồng thôi mà một túi 5 pound. Mà khoai tây nhỏ nhỏ như thế này có các loại luôn, một loại trắng nè, một loại đỏ nè, một loại tím nè, tuyệt vời, ngon lắm. Thì 5 pound khoai tây Xuân Hồng rửa sạch sẽ, không có gọt vỏ quý vị, để nguyên vỏ luôn. Bây giờ mình rửa sạch sẽ, mình để ráo, mình cắt ra nha. Xuân Hồng mới cắt một chút xíu nè, bây giờ Xuân Hồng cắt tiếp cho quý vị xem. Đó, Xuân Hồng phải để tránh tránh một chút xíu để anh khá quay phim, anh zoom in vô được đó quý vị. Làm một cái cuốn show cũng nhiều công trình lắm. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cắt khoai tây ra như thế này. Sau khi rửa sạch sẽ, củ nào lớn lớn chút thì mình cắt làm 4. Đó, củ nào nhỏ nhỏ mình cắt làm 2. Củ nào nhỏ quá mình để im. Đó, quý vị thấy khoai tây màu tím này, tuyệt vời chưa? Ngon ha, cắt làm 2 thôi. Khoai tây màu đỏ này quý vị, cắt làm 2 nha. Còn củ nào lớn quá như củ này thì mình cắt làm 4. Quý vị có thể dùng lady potato, tức là có khoai tây mà nó dài dài như ngón tay cũng ngon nữa quý vị. Đó, củ này nhỏ xíu, Xuân Hồng để luôn một củ nè. Ngon lắm. Cứ thế quý vị rửa sạch sẽ để ráo. Củ nhỏ cắt làm 2, nhỏ xíu thì mình để nguyên củ, lớn lớn mình cắt làm 4 là được rồi. Ngon lắm quý vị. Rồi sau khi mà mình cắt từng miếng vừa ăn như thế này rồi, không có cần rửa lại đâu, tại Xuân Hồng đã rửa rồi đó. Mình sẽ pha những cái gia vị và dì vào đây để khi mà mình đúc lò cho thiệt là ngon nha quý vị. Quý vị nhớ giữ màn hình của đài truyền hình ngày hôm nay, đặc biệt với show Lửa Hồng. Xuân Hồng với quý vị đang làm cái món mà ăn kèm với gà tây đúc lò, đó là khoai tây cũng đúc lò luôn. Và một món nữa đó là gravy, tức là cái sốt để mình ăn với gà tây. Rồi, Xuân Hồng bỏ ra đây, cắt cho nó nhanh nè quý vị. Đó, khoai tây tím nè, tuyệt vời, ngon lắm. Xuân Hồng thích cái khoai tây tím này ghê á. Cô nhỏ xíu, dễ thương quá, bỏ nguyên một củ vô. Dễ thương không quý vị? Mà bên Mỹ này Xuân Hồng thấy khoai tây trong những rẻ tiền thì khăn quý vị, rẻ ơi là rẻ. Kính thưa quý vị, đây là 5 pound khoai tây đủ màu sắc, Xuân Hồng đã rửa sạch và cắt miếng vừa ăn như thế này rồi. Quý vị nếu mà để im khoai tây sống như vậy mình đút vào lò cũng ngon. Nhưng mà cái cách của Xuân Hồng là luộc sơ trước. Khi mà mình luộc sơ cái khoai tây rồi đó quý vị, mình trộn gia vị mình đút lò đó thì khoai tây mình không có bị khô. Mà thời gian đút lò nó nhanh hơn nữa, ngon lắm. Bây giờ Xuân Hồng sẽ đem bên kia là Xuân Hồng có một cái nồi nước đang sôi sùng sục rồi. Xuân Hồng cho khoai tây vào luộc sơ. Luộc sơ là luộc như thế nào? Đấy, nói hồi lộn đó quý vị. Luộc sơ là luộc xong rồi. Luộc sơ là mình luộc không nó nổi quá chín, tức là nó hơi mềm thôi. Khi bắt đầu mình cho khoai tây vào nồi nước sôi, nước sôi trở lại, Xuân Hồng canh khoảng 7 phút đồng hồ thôi quý vị, là quý vị tắt bếp.
cho khoai tây ra rổ cho ráo nước, sau đó mình trộn với gia vị để đút lò. Bây giờ trước hết là quý vị với Xuân Hồng phải luộc sơ cái khoai tây này nha, mà đặc biệt cái nước luộc phải có một muỗng cà phê muối. Xuân Hồng đem cái hũ muỗng qua sẵn luôn, thì mình luộc. Rồi đây quý vị thấy nè, đây là quý vị cái nồi nước đang sôi nha. Xuân Hồng mở nắp vuông ra, Xuân Hồng cho một muỗng cà phê đầy muối. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cho tất cả cái số khoai tây mà mình đã cắt vào. Quý vị nhớ là bạn lửa lớn lên khi mà nước nó sôi trở lại đó, không cần phải nắp đâu quý vị. Khi mà nước nó sôi trở lại là Xuân Hồng để canh khoảng 7 đến 10 phút đồng hồ thôi là Xuân Hồng tắt lửa. 7 đến 10 phút đồng hồ Xuân Hồng tắt lửa, tức là mình luộc sơ không cần quá chín, phải hơi mềm thôi. Là Xuân Hồng xả những cái khoai tây này đổ ra cái rổ cho ráo nước. Sau đó Xuân Hồng sẽ trộn gia vị. Mà pha cái gia vị gì để vào đây để trộn với khoai tây, sau đó mình đút lò cho thiệt là thơm ngon, mặn mặn, ngọt ngọt, giòn giòn, thì quý vị nhớ giữ màn hình ngày hôm nay nha, đừng đi đâu hết. Mình đang làm món ngon lắm để ăn với gà tây. Quý vị thân mến, đây là những củ khoai tây Xuân Hồng đã luộc với nước có chút xíu muối cho quý vị xem, luộc sơ thôi. Bắt đầu khoai tây sôi quý vị để khoảng 7 đến 10 phút là tối đa nha quý vị. Nó còn cứng cứng như thế này không có quá mềm, mà ví dụ lỡ mềm chút xíu cũng không sao, mà lỡ cứng chút xíu cũng không sao. Tại vì mình luộc sơ cho nó mau thấm gia vị, mình đút lò cũng nhanh mà nó lại không có bị khô nha quý vị. Thì đây là những củ khoai tây quý vị thấy nè, đẹp không, đủ thứ màu sắc hết trơn á. Rồi bây giờ Xuân Hồng để qua một bên. Bước kế tiếp đó là Xuân Hồng đi pha gia vị. Ở đây Xuân Hồng có một cây bơ, một hộp có 4 cây bơ thì Xuân Hồng lấy một cây. Quý vị cho vào microwave khoảng 45 second cho nó chảy ra, rồi mình pha gia vị để trộn vô khoai tây nha quý vị. Một cây bơ quý vị cho vào microwave từ 45 second đến 1 phút đồng hồ cho bơ nó chảy ra. Rồi bây giờ Xuân Hồng pha gia vị vô đây nha. Xuân Hồng cần có tiêu, phải có tiêu mới ngon đúng không nè. Xuân Hồng cho một muỗng cà phê tiêu, tiêu khá khá một chút xíu cho nó thơm đó quý vị. Tiêu cần tiêu đen được rồi, không cần tiêu tre trắng nha. Một muỗng cà phê đầy như vậy tiêu. Rồi, đẹp quá. Thơm ơi là thơm. Rồi Xuân Hồng cho khoảng 2 muỗng cà phê muối. 2 muỗng cà phê đầy này muối nha quý vị. Nó mặn mặn đúng không, nó đừng có lạc quá đó. Rồi 2 muỗng vơi thôi. Bước tiếp nữa là Xuân Hồng có mật ong đó. Cái này là nó làm phần rất là quan trọng để mình làm cho cái khoai tây nước lò mình nó giòn, nó vàng mà nó ngọt ngọt, nó thơm thơm. Muối với tiêu là làm cho mặn mặn ngọt ngọt, bơ là làm cho thơm thơm, cộng thêm mật ong nữa làm cho ngọt ngọt, mà ngọt cái kiểu ngọt thanh thoát, ngọt giòn quý vị. Xuân Hồng cho mật ong vào đây khoảng 2 muỗng canh. Quý vị đo chừng cũng được, nhiều hơn 2 muỗng canh cũng không sao, mà ví dụ ít hơn 2 muỗng canh chút xíu cũng không sao, 3 muỗng canh cũng được nữa, tùy theo mình thích mà ngọt thôi. Xuân Hồng cho khoảng 2 muỗng canh đầy nha, hoặc là quý vị thích thì cho 3 muỗng canh cũng được. Rồi bây giờ cái bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Xuân Hồng nhắc lại là khoảng 2 muỗng cà phê muối, một cây bơ, hơ cho chảy, bỏ vào microwave cho chảy. Sau đó quý vị trộn vào đây là một muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đầy mật ong. Rồi hòa tan lên như thế này, tuyệt vời, ngon quá. Rồi trước khi trộn cái hỗn hợp thơm ngon này vào cái khoai tây mà mình đã luộc sơ, Xuân Hồng sẽ cắt nửa củ hành tây vào. Phải có hành tây vào nước lò nó thơm thơm cùng với khoai tây nha quý vị. Và hành tây thì Xuân Hồng cắt hạt lựu. Quý vị dùng nửa củ thôi, nếu thích thì dùng nguyên củ, mà Xuân Hồng dùng nửa củ thôi. Đó, cắt hạt lựu to, không cần nhỏ quý vị, tại khoai tây mình cũng to nè. Chưa? Rồi Xuân Hồng cho tất cả khoai tây, hành tây và cắt hạt lựu vào đây luôn. Rồi Xuân Hồng dùng thêm nửa trái ớt beo đỏ cho nó đẹp đẹp, cái màu sắc nó đẹp, và đút lò lên nó cũng ngọt cũng ngon lắm. Nửa trái nha quý vị, cái to như thế này mình dùng nửa trái, cũng cắt hạt lựu luôn. Rồi bây giờ mình rưới hỗn hợp bơ với lại mật ong với lại tiêu muối vô lên. Mình rưới không rưới hết tất cả, mà quý vị rưới hơn một nửa phần này thôi. Còn lại một phần ba quý vị để dành đó
mình đút lò cái khoai tây, cái hỗn hợp khoai tây này vào lò và ở nhiệt độ là 380 độ. Quý vị vặn lò lên 380 độ cho cái mâm rau củ này vào nướng. À, đút lò khoảng 20 phút, sau đó quý vị đem ra, quý vị trộn cái phần bơ với muối còn lại. Bơ với muối còn lại trộn chung rồi quý vị cho vào 10 phút nữa là ăn được. Mà quý vị muốn giòn á, trước khi nhắc ra quý vị broil, tức là nướng lửa trên chút xíu cho nó giòn giòn, nó vàng vàng. Rồi bây giờ Xuân Hồng rưới là hơn nửa phần bơ với muối với mật ong là này vào nha. Rưới lên. Tuyệt vời. Ngon quá. Đó, Xuân Hồng chừa lại chút xíu để mình đút lò lần thứ hai nha quý vị. Rồi, giờ mình trộn lên. Đó, quý vị thấy ngon chưa? Có rớt miếng nào ra ngoài không đây? Rồi. Trộn đều lên, thơm quá quý vị. Bơ rồi mật ong rồi tiêu nữa rồi muối mặn mặn, quý vị thấy là. Cái khoai tây đút lò của mình nó sẽ có cái vị là mặn mặn, ngọt ngọt, thơm thơm. Và đặc biệt là ngọt ngọt của mật ong nó sẽ làm cho cái khoai tây mình nó giòn giòn. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ dàn đều ra cái mâm. Rồi Xuân Hồng đem đút lò nha quý vị, 380 độ 20 phút. Sau 20 phút Xuân Hồng trộn cái phần bơ còn lại và nướng thêm 10 phút nữa là xong. Quý vị thân mến, trong khi chờ khoai tây đút lò chín vàng ươm lên, Xuân Hồng với quý vị sẽ làm gravy. Gravy là cái gì? Tức là khi quý vị đút lò con cà tây thì ở dưới cái nồi đó nó sẽ có cái chất ngọt của con cà tây nó tiết ra. Quý vị lấy hết, nhớ lấy cái rây lọc cái nước đó, quý vị được cái hỗn hợp như thế này. Nhớ cái này là ngon tuyệt vời, quý vị tưởng tượng một con gà tây mà Xuân Hồng chắc được bao nhiêu đây thì nó ngọt, nó ngon như thế nào đúng không nè. Và nhớ là trong đó mình có một lon nước súp gà mà mình cho vào để cho cái nước súp gà nó bốc hơi lên cho con gà tây mà nó khỏi khô đó. Cộng với cái nước gà tây nó tiết ra Xuân Hồng nhiều lắm, nhưng mà Xuân Hồng chắc bỏ hết cái phần mỡ ở trên. Cái phần mỡ ở trên mình bỏ hết, quý vị chỉ lấy cái phần nước chuối sẽ ngon như thế này thôi. Và quý vị đong thêm cho Xuân Hồng là 5 cắp rưỡi nước chuối. Thì bây giờ con gà tây Xuân Hồng lấy chưa đến 4 cắp nữa thì sao, bây giờ Xuân Hồng cho nước súp gà vô để đủ 5 cắp rưỡi nha quý vị. Thì đây là nước súp gà trong lon nè. Nếu mà nước gà tây nó không đủ thì làm sao, bây giờ mình cho nước lạnh cũng được, nó không có ngon. Bây giờ Xuân Hồng có cái đo lường như thế này rồi nha. Xuân Hồng cho thêm nước súp gà vô để cho mình đo lường đủ 5 cắp rưỡi. Đây là nửa cắp rồi đó. Một cắp được 4 cắp rồi, Xuân Hồng cho thêm nửa cắp nữa nè quý vị. Đó, 5 cắp rưỡi. Nếu thích thì quý vị cho hết cái lon này thì hồi nữa mình cái nước súp mình đun cho nó cạn cạn sệt sệt chút phải không nè. Coi như là tất cả nước juice của gà tây quý vị chắc ra, quý vị lọc qua cái rây, bỏ tất cả mỡ đi. Sau đó quý vị cho thêm một lon nước súp gà vô. Một lon không cần thiết, nhưng mà quan trọng là quý vị đong khoảng hơn 5 cắp rưỡi thôi, đừng có cho nhiều quá. Hơn 5 cắp rưỡi nước súp, tức là nước chuốt của gà tây và nước súp gà. Nếu mà nhà quý vị đong thì quý vị double cái recipe này lên đúng không nè. Thì cho thêm nước gà vô, nước súp gà vô. Bây giờ Xuân Hồng cho tất cả nước chuốt của gà tây và nước súp gà cho vào cái nồi. Rồi mình làm gravy nha quý vị. Bỏ cái này qua một bên. Bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh bột bắp để mình cho cái độ nó có sệt sệt đúng không? 2 muỗng canh bột bắp. Mình cho hết vô. 1/3 cup bột mì all purpose flour. 2 muỗng canh bột bắp cho vô đây với liều lượng là hơn 5 cup rưỡi hoặc là 5 cup rưỡi nước juice. 1/3 cup bột mì và 2 muỗng canh bột bắp Xuân Hồng cho vô đây luôn. Rồi. Bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ có thêm á, là cái này là cái gì quý vị, một lon nước một lon súp cream of mushroom. Quý vị thấy quen quen tại vì trong cái show mà clam chowder Xuân Hồng đã cùng với quý vị cũng dùng cái lon này. Trong cái gravy ngày hôm nay Xuân Hồng cũng dùng thêm một lon này. Lon này có trọng lượng là 26 ounce quý vị. Xuân Hồng sẽ dùng một lon cream of mushroom, rẻ tiền lắm, đồng mấy hai đồng bao nhiêu đó một lon thôi, nhưng mà khi quý vị bỏ cái lon mushroom này vô cái súp gravy của mình, nó ngon lắm quý vị, nó thơm, nó ngon lắm. Thì Xuân Hồng nhắc lại là cái gravy ngày hôm nay chúng ta làm, quý vị lấy nước chuốt của gà tây cộng thêm nước súp gà 5 cắp rưỡi, hơn chút xíu cũng sao, 5 cắp rưỡi nước chuốt cho vào trong nồi, cho vào cho Xuân Hồng 1/3 cup all purpose flour, 2 muỗng canh bột bắp. Và khi quý vị đun cái hỗn hợp, quậy đều tay nha quý vị, hỗn hợp này nó sôi lên, quý vị cho hết một lon nước, một lon súp cream of mushroom vô.
súp nấm vô nha quý vị. Lon này có trọng lượng là 26 ao, mà quý vị có thể mua hai lon nhỏ hoặc là một lon như thế này cũng được. Rồi quý vị sau khi mà cái nồi sốt sẽ sôi lên, quý vị mới cho cái này vô, cho cái súp nấm này vô, nó sẽ tan ra và quậy đều lên. Đến khi trước khi nhắc ra, quý vị cho vào cho Xuân Hồng một muỗng cà phê đầy tiêu trắng, tiêu bột trắng và nửa cây bơ. Vậy là thôi là quý vị đã xong cái hoàn tất cái món gravy rồi. Ngon lắm, ăn với gà tay cũng ngon, ăn với mashed potato cũng ngon. Nói chung là cái này là kêu bằng khẩu sự quý vị cũng ngon lắm. Tại vì quý vị tưởng tượng mua con gà tay chứ trước có chút xíu à, cộng thêm nước súp gà. Bây giờ Xuân Hồng lại cho thêm một lon sốt cái súp của cái mushroom, tức là nấm nữa. Thì quý vị tưởng tượng ngon như thế nào, cộng thêm tiêu, rồi thêm bơ nữa. Rồi bây giờ Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa, cái gravy mình làm ngày hôm nay: 1/2 cup nước juice của gà tây mình nướng ra, cộng thêm nước súp gà. Ví dụ như quý vị không nướng gà tây, quý vị muốn làm gravy không thì sao, mình dùng 1/2 cup nước súp gà nha quý vị, khoảng 3 lon. Thì sau đó quý vị cho vào nồi, cho vào cho Xuân Hồng là 2 muỗng canh bột bắp đông vơi thôi, 1/3 cup bột all purpose flour quý vị cho vào đây, khuấy tan xong đem lên bếp quý vị khuấy cho đến khi nào cái hỗn hợp này nó sôi lên. Quý vị cho một lon súp của nấm vào, cream of mushroom vô. Quý vị thôi trở lại, quý vị cho chút xíu tiêu trắng và nửa cây bơ, quậy đều cho tan là xong rồi. Quý vị có cái chất sốt sệt sệt ngon vô cùng mà không cần nêm muối gì hết quý vị, tại vì cái súp gà nó cũng mặn mặn mà cái juice của gà tây mình được ướp gia vị nó cũng mặn mặn nên vừa ăn lắm rồi. Bây giờ Xuân Hồng quậy cho tan rồi đem bếp khuấy nha quý vị. Vậy là quý vị với Xuân Hồng đã làm xong cái khoai tây rút lò và gravy để mình ăn với turkey. Quý vị nhìn thấy đó, khoai tây rút lò mình ngon chưa quý vị? Vàng ứa mà quý vị ăn thì có vị ngọt ngọt, mặn mặn, thơm thơm, thơm mùi bơ và bé béo. À, thật bé béo mùi bơ và thơm mùi tiêu rồi quý vị. Đặc biệt có mật ong nó ngọt ngọt ngon lắm. Còn gravy đó, quý vị làm giống như công thức Xuân Hồng. Sau khi quý vị quậy rồi, quý vị cái gravy mình nó sôi rồi, quý vị cho một lon cream of mushroom vô. Sau đó quý vị cho thêm cho Xuân Hồng một lon nước súp gà và một lon nước lạnh nha quý vị. Một lon nước súp gà và một lon nước lạnh. Quý vị đông thêm một lon, cho thêm một lon nước súp gà vô rồi đông thêm một lon nước lạnh vô để cái gravy mình nó đừng có quá đặc. Sau đó quý vị nêm lếm lại cho vừa ăn. Nếu quý vị thích thì cho thêm chút xíu đường cho nó dịu dịu. Rồi sau đó là quý vị có gravy ngon lắm, ăn đủ cho một con gà tây một nồi to. Quý vị nhìn thấy gravy của Xuân Hồng một nồi to luôn ha, ngon chưa quý vị? Cái độ sệt rất là vừa phải. Mình chế lên thịt gà tây mình ăn, hoặc là nếu mà quý vị làm mashed potato quý vị bỏ lên. Còn nếu mà không á, mình chỉ chan lên cái thịt mình ăn với lại cái khoai tây đút lò như Xuân Hồng là có một bữa rất là thịnh soạn rồi. Còn nếu như quý vị muốn những cái món khác, ví dụ cơm chiên, mì xào, salad, gỏi này nọ thì quý vị ủng hộ cho Xuân Hồng ra nhà hàng Nha Trang order những cái món to go party tray cho tiệc tùng. Trong cái lễ Thanksgiving năm nay là nhà hàng Nha Trang lúc nào cũng phục vụ quý vị những cái món to go, nào nem cuốn, gỏi cuốn, chả giò, bất cứ món gì quý vị muốn ăn thêm cho cái tiệc lễ con gà tây này, quý vị ủng hộ cho Xuân Hồng nha. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và Xuân Hồng kính chúc quý vị cùng với gia đình của quý vị có một ngày lễ Thanksgiving, một mùa lễ holiday thiệt là bình an và hạnh phúc đầm ấm bên người thân của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi show Lửa Hồng ngày hôm nay và xin chào tạm biệt quý vị.